Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022. Giải 7, các vé tận cùng mang số 5, 6, 6, 7, 3, 1, 4, 2. Giải 6, các vé tận cùng mang số 8, 1, 4, 4, 4, 0, 4, 7, 1. Giải 5, các vé tận cùng mang số 4, 7, 8, 8, 8, 1, 8, 3, 3, 4, 9, 0, 4, 4, 5, 2, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 5, 3. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6, 4, 2, 1, 8, 3, 0, 6, 4, 5, 7, 7, 6, 6, 0, 5. Giải 3, các vé tận cùng mang số 09206 10621 79349 82053 44176 51792. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 64989 79753. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 95078. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 1, 2, 8, 3, 4. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 12GT, 14GT, 15GT, 2GT, 6GT, 7GT.